Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 2028 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng mức 103,53 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch mức 39.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, đứng mức 4,138% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng mức 74,51 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Gần đây, nhiều dự báo cho rằng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ không hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 3 tới đây và chỉ hạ sớm nhất từ giữa năm 2024. Với những phát ngôn khá diều hâu của các quan chức Fed, thị trường tài chính đã giảm bớt kỳ vọng rằng Fed đã sẵn sàng cho việc cắt giảm lãi suất. Trong tuần này, có hai báo cáo kinh tế có thể làm thay đổi kỳ vọng lãi suất của Fed. Vào hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo sơ bộ tổng sản phẩm trong nước, hay gọi là GDP quý 4 năm 2023. Nhiều chuyên gia dự báo GDP Mỹ sẽ tăng 1,7%, mức tăng thấp nhất kể từ sau cú giảm 0,6% ghi nhận vào quý 2 năm 2022. Về mặt xu hướng của giá vàng, vào thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, hay gọi là PCE tháng 12. Đây là một thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. PCE được dự báo tăng 0,2% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nếu có sự chênh lệch lớn so với kỳ vọng, hai báo cáo trên có thể gây biến động lớn cho thị trường tài chính. Theo tín hiệu mới nhất, thị trường đã đặt cược khả năng chỉ ở khoảng 47% Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3 tới đây. Đây là mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trên 80% vào hồi giữa tháng 1. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chỉ kỳ vọng Fed có 5 đợt giảm lãi suất trong năm 2024 thay vì 6 lần như trước đó. Việc Mỹ chậm hạ lãi suất sẽ giữ cho đồng bạc xanh ở mức cao, qua đó gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý đang được hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị trên thế giới và mâu thuẫn giữa hai cường quốc kinh tế Mỹ và Trung Quốc, và được dự báo sẽ tăng nhanh trong nửa cuối năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác, đầu giờ sáng nay thì tạm thời chưa có điều chỉnh. Sau khi tăng mạnh với mặt hàng vàng miếng và tăng nhẹ với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên lượng, cùng điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng này áp dụng cho hệ thống Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,52 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 500.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hay gọi là PNG, điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên lượng cả hai chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng. Đóng cửa ngày hôm qua, riêng hệ thống Mi Hồng có mức điều chỉnh tăng mạnh hơn, cụ thể mua vào mức 75,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,20 triệu đồng trên một lượng, tăng 900.000 đồng trên lượng mua vào, tăng đến 1.100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Và chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra của hệ thống này cũng ở mức thấp nhất, hiện tại ở mức 1 triệu đồng trên một lượng, còn các hệ thống khác là 2,5 triệu đồng trên lượng. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại mua vào mức 62,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,05 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 62,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,15 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng nay, ngân hàng nhà nước tạm thời chưa có điều chỉnh, niêm yết ở mức 24.030 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 24.360 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.730 đồng trên đô la Mỹ, tăng 25 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều vào và chiều bán ra.
Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.980 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.080 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.395.000, bán ra 7.645.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.400.000, bán ra 7.640.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.405.000, bán ra 7.635.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 7.520.000, bán ra 7.620.000, tăng mạnh 90.000 ở chiều mua, tăng 110.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank mua vào 7.395.000, bán ra 7.645.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. STC Huế vào 7.397.000, bán ra 7.652.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.398.000, bán ra 7.652.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận đủ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.285.000, bán ra 6.405.000. Nhận đủ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.285.000, bán ra 6.415.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.275.000, bán ra 6.365.000. Vàng 24K mua vào 6.172.000, bán ra 6.302.000, cùng tăng 5.000 ở chiều vào chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.589.000, bán ra 4.789.000, tăng 3.700 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.526.000, bán ra 3.726.000, tăng 2.900 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.469.000, bán ra 2.669.000, tăng 2.100 ở chiều vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.